Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ sáu ngày 15 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với những tin tức thời sự cập nhật. Đường Tân Phúc Võng Phan có chiều dài gần 30 km, đi qua 14 xã của 3 huyện là Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cừ. Đoạn qua huyện Ân Thi chiếm khoảng 1/2 tổng chiều dài toàn tuyến. Xác định đây là dự án trọng điểm, huyện Ân Thi đã bắt tay ngay vào việc triển khai khi có chủ trương để tuyên truyền sớm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Nhờ triển khai công việc từ sớm và công khai các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước về đền bù, thu hồi đất, vì vậy khi huyện triển khai chi trả tiền đền bù, nhân dân đồng thuận rất cao. Tổng diện tích thu hồi làm đường Tân Phúc Võng Phan qua huyện Ân Thi trên 78 ha, trong đó 70 ha là đất nông nghiệp, còn lại là đất thổ cư và các loại đất khác. Tính đến hết ngày 15 tháng 12, huyện Ân Thi đã hoàn thành chi trả trên 90% diện tích đất nông nghiệp thu hồi và bàn giao cho đơn vị thi công. Hiện nay các hộ dân trồng quất cảnh tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang tích cực tập trung những công đoạn cuối cùng để chăm sóc cây quất, đảm bảo phục vụ thị trường Tết. Xã Bình Minh có hơn 1.000 hộ trồng quất với tổng diện tích khoảng 75 ha. Hiện các nhà vườn đang tập trung bón thúc, tưới nước giữ cây để chờ thương lái đã đặt mua về lấy. Năm nay, nhiều nhà vườn đã được thương lái đặt mua từ sớm với khoảng 60% số lượng vườn. Các loại quất cảnh được thay đổi đa dạng mẫu mã cũng như kiểu dáng, thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu của người chơi quất như quất bonsai, quất thế, quất chum, quất bát, được nhiều khách hàng cũng như thương lái trong và ngoài tỉnh ưa thích lựa chọn mua chơi trong dịp Tết. Tiếp tục là một thông tin đáng chú ý. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ lĩnh tiền lương tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào kỳ chi trả trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chi trả gộp 2 tháng để người cao tuổi cả nước vui đón Tết Nguyên đán. Dự kiến, người về hưu nhận 2 tháng lương hưu, trợ cấp vào đầu tháng 1 năm 2024. Người dân có thể nhận lương hưu trợ cấp trực tiếp tại điểm chi trả, tại nhà hoặc qua tài khoản ngân hàng. Riêng người già yếu cô đơn, ốm đau, bệnh tật, ngành bưu điện sẽ trả tận nhà. Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính, từ 15 giờ chiều qua, giá xăng dầu có mức giảm gần 1.000 đồng một lít xăng dầu tùy loại. Trong đó, dầu hỏa có mức giảm giá sâu nhất với 958 đồng một lít, xăng RON 95 và xăng E5 RON 92 giảm 778 đến 917 đồng một lít tùy loại, dầu ma rút giảm 549 đồng một kg. Như vậy, tính riêng giá xăng RON 95, từ đầu năm đến nay đã có 36 đợt điều chỉnh, trong đó có 18 đợt tăng, 14 đợt giảm và 4 đợt giữ nguyên. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có phản hồi về việc tại một số tỉnh, thành phố, người dân nhận được những số điện thoại lạ mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm gọi tư vấn dịch vụ gia hạn đăng kiểm, bán bảo hiểm đưa đến tận nhà với số tiền từ 300.000 đồng tới 500.000 đồng. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo, trường hợp nhân danh cán bộ trung tâm đăng kiểm gọi điện để tư vấn dịch vụ, thu các khoản phí ngoài quy định của đăng kiểm là hành vi mạo danh có dấu hiệu trục lợi cá nhân. Cục khuyến cáo người dân và chủ phương tiện nếu có thông tin nên thông báo tới cơ quan hữu quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Để gia hạn đăng kiểm, chủ xe có thể tự thực hiện tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và không phải nộp bất cứ khoản chi phí nào liên quan đến việc gia hạn này. Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng khuyến cáo chủ phương tiện nên chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nếu có của phương tiện trước khi đi kiểm định, tránh phải khắc phục sửa chữa nhiều lần, tạo thêm tình trạng ùn tắc áp lực cho trung tâm đăng kiểm. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre, để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Lê Đức Thọ bị bắt do liên quan tới vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Trước đó, Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Mỹ phẩm từ lâu đã trở thành mặt hàng phổ biến trong cuộc sống, đặc biệt là đối với phụ nữ. Khi nhu cầu sử dụng mỹ phẩm ngày càng tăng thì tình trạng buôn bán các loại mỹ phẩm giả, mỹ phẩm trôi nổi, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ xuất hiện ngày càng nhiều. Dạo quanh một số cửa hàng mỹ phẩm trong các chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, dễ dàng bắt gặp các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng như Chanel, Lancôme, Son MAC,
bán với giá rẻ gấp nhiều lần. Thực tế, việc mua phải các loại mỹ phẩm kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với việc sản xuất kinh doanh mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không nguồn gốc xuất xứ đang lưu thông tràn lan trên thị trường. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an huyện Kim Động đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép 16,2 kg pháo nổ. Cụ thể, hồi 23 giờ 40 phút ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại khu vực đường bê tông thuộc thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Công an huyện Kim Động cùng Công an xã Nghĩa Dân phát hiện hai nam thanh niên đang dựng xe mô tô biển kiểm soát 89C109828 và bê theo một thùng bìa các tông có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Lưu Quang Sơn, sinh năm 1984, trú tại thôn Ngô Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, và Đoàn Đình Dân, sinh năm 1990, trú tại thôn Bình Cầu, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, đang có hành vi tàng trữ 9 hộp giấy hình trụ, bên trong nghi chứa pháo nổ. Qua giám định, xác định số chất bên trong hộp giấy thu được là pháo hoa nổ, trọng lượng 16,2 kg. Đấu tranh khai thác, Sơn khai nhận đã chở dân đi mua số pháo trên để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sơn và Dân để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin quốc tế. Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng, trong đó bao gồm điều khoản ngăn cản mọi tổng thống đơn phương rút khỏi NATO mà không có sự đồng ý của quốc hội hoặc một đạo luật quốc hội. Dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ đô la Mỹ đã được quốc hội thông qua và được chuyển cho tổng thống Joe Biden ký thành luật. Dự luật này bao gồm điều khoản cấm mọi tổng thống Mỹ đơn phương rút khỏi NATO mà không có sự đồng ý của quốc hội hoặc một đạo luật quốc hội. Điều khoản này nhấn mạnh cam kết của Quốc hội Mỹ với Liên minh NATO, vốn đã được chính quyền Tổng thống Joe Biden coi trọng hơn so với chính quyền tiền nhiệm, đặc biệt là sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát từ tháng 2 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14 tháng 12 cho biết, quân đội Myanmar và lực lượng nổi dậy đã đồng ý ngừng bắn tạm thời và duy trì đối thoại thông qua các cuộc đàm phán hòa bình do Bắc Kinh làm trung gian. Trong một tuyên bố ngày 14 tháng 12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay các cuộc đàm phán đã được tổ chức tại Trung Quốc trong những ngày gần đây, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trung Quốc hy vọng các bên liên quan tại Myanmar sẽ thực hiện các thỏa thuận và đồng thuận đã đạt được, kiềm chế tối đa và chủ động giảm thiểu căng thẳng trên thực địa. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, số lượng các vụ đụng độ và đấu súng ở miền Bắc Myanmar đã giảm đáng kể. Điều này không chỉ phục vụ lợi ích của các bên liên quan ở Myanmar, mà còn góp phần duy trì hòa bình dọc theo biên giới Trung Quốc-Myanmar. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 không ngừng gia tăng, Bộ Y tế Malaysia khẳng định nước này có đủ nguồn dự trữ vaccine ngừa COVID-19 và sẽ cân nhắc sớm ban hành hướng dẫn tiêm liều tăng cường cho người dân. Bộ Y tế Malaysia cho biết, tình hình số gia tăng ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia là do lượng người di chuyển cao ở cả trong nước và ra nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ cuối năm. Hiện tỷ lệ tiêm liều vaccine tăng cường COVID-19 tại Malaysia còn tương đối thấp, chỉ khoảng 50%. Bộ Y tế sẽ sớm đưa ra hướng dẫn về việc triển khai tiêm liều vaccine bổ sung ngừa COVID-19, đặc biệt là với những người cao tuổi và những người mắc bệnh nền. Số ca mắc COVID-19 tại Malaysia đã tăng từ gần 7.000 ca lên gần 13.000 ca trong tuần qua. Một bà mẹ thụ án 20 năm tù tại Australia về tội giết 4 con đẻ vừa được giải oan nhờ tiến bộ khoa học giúp xác định rằng các con của bà đã chết vì nguyên nhân tự nhiên. Bà Fonbic bị giam năm 2003 về tội giết các con sau khi những người con của bà đã đột ngột qua đời trong hai năm 1989-1999 mà không có nguyên nhân hợp lý nào. Các con của bà chỉ sống được 19 ngày đến 18 tháng trước khi đột tử. Bà bị kết tội làm ngạt thở những đứa trẻ, mặc dù thiếu bằng chứng pháp y. Những đột phá khoa học trong những năm gần đây đã phát hiện ra những đột biến gen hiếm gặp và dị tật bẩm sinh giúp giải thích những cái chết đột ngột. Bà đã được ra tù sau khi được ân xá vô điều kiện bởi thống đốc bang New South Wales. Sau đó bà còn trải qua một thủ tục pháp lý khác để tòa án chính thức hủy bỏ việc kết tội. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.